Vừa bình phục chấn thương, Hùng Dũng đã sẵn sàng tham dự AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Khá bất ngờ khi câu lạc bộ Hà Nội quyết định sẽ để Hùng Dũng trở lại đội tuyển Việt Nam nếu huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có được sự phục vụ của tiền vệ này. Chiều ngày 25 tháng 11 tại buổi hội trần, sau khi xem xét tình hình của Hùng Dũng, chuyên gia người Hàn Quốc Kim Kwang-jae đánh giá Hùng Dũng đã trở lại luyện tập cùng đội, cầu thủ này có thể lên tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên cần chú ý khối lượng tăng dần với chân gặp chấn thương và tiếp tục theo giáo án tôi đã chuẩn bị. Sau buổi hội trần, lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội đã đồng ý để Đỗ Hùng Dũng lên tập trung đội tuyển quốc gia nếu được huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập. Nhiều khả năng ông Park sẽ mang tiền vệ người Gia Lâm trong danh sách tới Singapore. Do ban tổ chức cho phép đăng ký 30 người nên nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể điền thêm nhiều cầu thủ hơn so với các giải đấu trước đó như vòng loại World Cup 2022. Trước đó, VFF đã có văn bản triệu tập Đỗ Hùng Dũng lên đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup. Tuy nhiên ở thời điểm đó, đội ngũ y tế của câu lạc bộ Hà Nội đã có những tư vấn gửi tới các đơn vị liên quan về việc vội vàng trở lại có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị cho tiền vệ này. Thế nên VFF và ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam đã để Hùng Dũng ở lại để có thêm thời gian phục hồi. Thời gian qua, Hùng Dũng đã hoàn thành tốt giáo án mà ban huấn luyện Hà Nội giao cho dưới sự giám sát và phối hợp của đội ngũ y tế Hà Nội cũng như PVF. Anh đã vượt qua buổi hội trần cuối hôm 25 tháng 11. Tại AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B cùng với các đối thủ Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải đấu tới sẽ là bảo vệ thành công ngôi vô địch. Hiện tại, toàn đội đang có chuyến tập huấn tại Bà Rịa Vũng Tàu. Về tình hình lực lượng, ngoài trường hợp Công Phượng và Hoàng Đức bị căng cơ trong buổi tập hôm qua, không có thêm trường hợp chấn thương nào khác. Những cầu thủ bị chấn thương từ trước là Minh Vương, Tiến Linh và Đình Trọng cũng đã dần hồi phục hoàn toàn và sẵn sàng cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ ngai vàng Đông Nam Á.